Chào mừng các bạn đến với kênh mới của mình. Hiện nay đang hòa nhập với nông thôn, hiện nay với đang chơi nữa. Từ từ được rồi. Đi bắt kem chép được rồi. Từ từ về mình đi bắt kem chép đã. Đưa về bắt kem chép nữa ăn đưa về. Mương cạn mình đi. Có cái vỏ kem chép nè. Đâu? Khô nắng quá, khô chết khô, chép bự. Chép bự. Vậy chắc ở đây có chim chép á. Đúng không sao vậy? Dĩ nhiên là đây. Mình đi. Bắn lên cầm cái quạt đường nè. Gõ ra, bắn sẽ chắc. Ơi. Chân hồ chắc nhân hồ là chim bẩn. Chim bẩn. Bảy cá bằng quạt. Đúng là mấy dân chơi. Làm sao mình đập đất ra được? Giờ Vũ đập sao cho nó từ đá cái đó được cái đó được sao được lấy này đựng mới được nè, còn còn nhỏ xíu này à. Rồi đây bỏ dép ra đi cung, bỏ dép ra đi. Sáng tay áo lên còn dơ á. Sáng tay áo lên cho đại tử. Sáng tay áo luôn à. Mập sáng tay áo lên luôn mập. Thấy gì bắt rồi, mình không từ cái gì hết à. Một con nữa hả? Hay anh vô tình lầm được cái đồ ấy của mấy thanh niên kia. Của mấy thanh niên mà đi bẫy. Quá trời chim chép nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Có dấu chân cò nó ăn hả? Ở đây nè. Em được một đống luôn nè. Tao bỏ vô. Ốc sống. Đó, ốc sống rồi. Cho vô luôn. Ôi trời ơi là trời. Ai trời ơi. Chết rồi Tèo ơi. Tao nghĩ mày lên mày đứng ở trên nè Tèo ơi, mày đừng có xuống đây nữa Tèo ơi. Đồ giặt đâu mà chịu nổi được. Đi đứng không nên thân nữa. Có mình kẹt. Ây da, đi từ từ thôi. Ai kêu mày đi nhanh làm cái gì? Có đâu. Con nhỏ nè. Đâu. Chim chim nữa nè. Đâu rồi? Nhiều lắm không? Đây quá trời luôn nè. Đây cái hồ đang cạn á. Nó cạn luôn nè, nó hiện lên đúng không? Trời quá đấy. Từ ở đây mò chưa xong nó đã đi qua bên đó là sao rồi? Mò từng chỗ chứ. Đi nhiều mò lại quá lắm. Đi đường trên đó, mày đi đường trên á. Mày không phải đi đường bên hông này nè. Mày đi đường bên hông này nó không bị dính lại hơn, không bị té. Nó dính vô. Dính vô té thế chơi cùng nó rồi kìa. Có đập xét nữa nè. Quá trời luôn thấy chưa. Gặp con gì bắt nó. Tham à. Mình tham á mà mình chết đói á. Đây con nữa. Đây nữa nè. Nhiều ghê. Ồ nó lồi đang ăn nè. Thấy mập bắt được nào mập? Bắt được ốc. Ốc không hả? Ơi, ốc này nhỏ quá. Ăn được được nha. Ốc này nhỏ quá, ăn dính răng mình á. Ăn không được. Đủ đủ đủ.
đầy quá trời. Nào bữa không? Thôi cứ cho đi, tí tí mình xuống suối mình sang. Đi bắt được nhiều không? Con nhiều ghê vậy. Đó đó mày, cái chân nó cà khều. Thôi trời ơi, nó như cái bộ đồ của mày. Không biết nói sao luôn bây giờ đẹp. Mày cứ cà khều vậy, ai dám cho mày đi chơi nữa tèo. Đá hay là được cục vàng chết luôn á. Ê, ở chim chím nè, đó. Hình như mình hình lấy cục vàng đó, cục vàng á. Em biết thế nào tèo đi nó cũng sót mà. Đây nè. Giống cục vàng á, cái này giống cục vàng á. Đúng cục vàng đó. Coi chừng cũng giống vàng mà, đi mình chậm. Đây này, cục này nè. Đó vàng. Từ đó, tí lên cái sợi. Chúng ta ra ngoài kia kìa, giàu to luôn á. Chỉ cần một cục thôi mà. Anh em chúng ta giàu to luôn á. Ta khỏi đi bắt chim chép nữa luôn đó mày. Đúng rồi. Lúc đó mình muốn ăn chim chép ra chợ mua thiếu gì. Ừ, muốn ăn chim chép, muốn ăn sò lông rồi. Bự bằng cái bàn tay. Ốc bự. Bự bằng cái bàn tay. Vẫn có mà ăn. Cá. Cái đâu? Cá nhỏ. Ừ, cái nhỏ thì cái ăn đó. Cái đó nè, ăn dính răng mình. Vô tình làm được cái thanh niên nào mà tính bảy cá bằng lòng quạt. Cái bảy cá lòng tốt thiệt ha. Ông đó bảy xong ông đó để lại cho mình xài luôn á. Ừ. Cảm ơn ông đó nhiều lắm luôn. Đây nè. Bỏ vô lòng đi. À Nguyên đi nhọc nguyên có đường mương dài bắt được con mới em chép á. Đây chỗ cũ ơi. Gì vậy? Còn con nào không? Đâu, em còn cái giò giờ trúng được cái cục vàng á thì thôi luôn á. Nhớ, nếu giò trúng cục vàng hãy nhớ cho sư phụ đổi đời với. À, con đừng có giả bộ, con kêu con mất ỉa, con đi về nhà một xíu là chết sư phụ. Con có chỉ con kêu lại cục vàng nữa. Cục vàng đó nó hơi lạ kỳ chút. Đúng sư phụ. Ừ. Mà con muốn về nhà cũng nhờ sư phụ. Chứ không là con đi ngồi ruộng luôn á. Ê chị mày hút đất tí thằng kia. Này lớn mới khăn nhiều cả nghèo. Có được rồi, lên. Hết chưa? Còn gì mà còn nữa. Trang điểm cho anh trang điểm cho. Sợ nhát, đúng bò nhát. Sang cho nó sạch đi. Sang nữa đi. Sạch hết chưa? Ồ, nhìn cái từ mương mở ha. Hồi nãy cục vàng của anh bỏ đây mất cục vàng nó rồi hả? Ôi, chết rồi, mất cục cất. Mất cục vàng rồi. Còn cái này tính làm gì đây? Chắc nướng quá. Rồi nướng mà lên nướng luôn đi, lên nướng ăn lên chân bò. Tao
rửa tay đi, tay đây, tay đây không được té đâu nha, không được để té, không được để ướt đâu. Mình còn đi nước ăn nước ướt rồi sao? Cửa cái đầu nhà mày, mày dám cửa không? Giờ là bị đập á. Ừ. Cái này đi chăn bò mà bị ướt. Đi chăn bò mà. Đi chăn bò chứ không phải đi tắm sông đâu mà bị ướt. Ấy cái quần. Quần quá. Bắt thì khó, đổ ra mới dễ chứ. Nó này không chịu lấy cả ốc luôn á. Còn xong đúng không? Còn sao? Lên, nhóm lửa lên nè. Để em. Quay nè. Em nhóm nhóm lửa lên đi. Sao mà nè? Má phỏng tay luôn. Chín luôn, chín luôn, có thịt rồi. Ê, chắc không nướng đâu bạn ơi. Gió mạnh quá, anh em chúng tôi không thể nào mà đốt lửa được để nướng mấy con chim chép này. Con chép coi như xem nó hên đi. Để chiều đi. Để chiều à. Chứ bây giờ còn ăn hết ngón tay rồi. Thôi, giải tán đi. Đốt không nổi đâu, giải tán đi. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người.